Và sau đây là bài phân tích thật sự của tự đề Tìm hiểu video bộ đội to cộng ném đá và to tiếng ở biên giới Việt Nam của đài BBC đăng tải vào ngày 6 tháng 1 của năm 2022. Mời quý vị cùng chia sẻ. Một số tài khoản trên mạng xã hội tiếng Trung và của người Việt như ngày gần đây đã đăng đoạn video được cho là quay cảnh binh lính bên phía lãnh thổ to cộng đang ném đá sang bên kia sông thuộc biên giới Việt Nam, nhưng chưa rõ độ chân thực của video này. Video được cho là góc quay từ phía Việt Nam, không nói rõ địa điểm, có thể thấy 8 binh lính tàu cộng. Mặc quân phục giống với trang phục chống bạo động với mũ bảo hộ, đồ che mặt và cả thiên trắng. Những binh lính này đứng bên phần biên giới tàu cộng liên tục ném đá sang phía bên kia bờ sông, tức lãnh thổ biên giới của Việt Nam, nơi có hai xe xúc đất đang thi công, nhưng không có binh lính nào. Chỗ bờ sông 8 binh lính trung cộng đứng ném đá cũng có một nhóm công nhân cùng xe cơ giới đang thi công đắp đá bờ kè với hàng rào thép gai kiên cố vây quanh được gắn camera. Những người này có vẻ không quan tâm đến sự việc đang diễn ra. Khó xác minh. Hiện không rõ độ chân thực của video này mặc dù nó đang gây bàn tán khá sôi nổi trên mạng trên net. Bàn tiếng trùng của BBC tại London sau khi tìm hiểu câu chuyện đó cho biết, không thấy truyền thông nhà nước trung cộng đưa tin, cũng không thấy mạng xã hội đề cập. Nhưng có một vài tài khoản xã hội của người Hoa hải ngoại đăng lại một video có vẻ nguồn gốc ban đầu từ trang TikTok. Bản tin vào ngày 4 tháng 1 của Ban Việt, tiếng Việt đã cho tự do nói, Vụ việc không xảy ra ở đoạn nào ở biên giới. Tuy nhiên, người đăng tải clip là tài xế xe Ben chở đất dạo gần đây cho việc thi công các công trình xây dựng bờ kè biên giới Lào Cai. Trả lời biểu sở tiếng Việt, một nhà nghiên cứu Trung cộng học thạc sĩ Ngô Tuyết Lan từ Hà Nội chuyên theo dõi thông tin trong nước Trung Cộng cho biết, cũng không thấy truyền thông chính thống tàu cộng đưa tin về sự kiện này. Có tài khoản nói 8 người ném đá vào công nhân Việt Nam đang thi công là bộ đuôi biên phòng của tàu. Như thế hiện vẫn chưa rõ vụ việc cụ thể. Nói trên xảy ra Lào Cai hay Quảng Ninh. Hôm 6 tháng 1, BBC liên lạc với vụ báo chí, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đề nghị có thêm thông tin chính thức và đang chờ phản hồi. Trung Cộng thiết chặt biên giới. Trong thời gian qua, khi tình hình dịch bệnh cúng tàu tại Việt Nam vẫn tiếp tục tăng, Trung Cộng đã siết chặt hơn các cửa khẩu giữa hai nước, khiến hàng nghìn xe hàng Việt Nam buôn bán tiểu ngạch bị ách hại, không chỉ hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang tàu cộng bị chặn, mà hàng hóa từ tàu về Việt Nam cũng gặp khó khăn không kém. Các nhà quan sát cho BBC News tiếng Việt hay việc giải tỏa giao thương biên giới có khi mất cả 6 tháng đầu năm 2022 và có thể còn sang nửa năm nay. Dư luận Việt Nam cũng lan truyền tin về đường rào cao tàu cộng xây mấy năm qua ít nhất là ngăn đường biên giới với Quảng Ninh và Lạng Sơn của Việt Nam. Công trình này được nói là để chặn lây truyền cúng tàu và chống buôn lậu, gồm cả buôn lậu người. Mới đây nhất, một thành phố ở Quảng Tây biểu riếu 4 người tàu bị cáo buộc giúp người nhập cư lậu từ Việt Nam sang nước họ. Theo BBC News, Bản tin Anh vào ngày 29 tháng 12, năm 2021, trang tin nhà nước Wilson Daily cho biết hành động kỷ luật này nhằm ngăn chặn tội phạm của biên giới và khích lệ sự tuân thủ các quy tắc phòng ngừa dịch bệnh. Truyền thông Trung Cộng thì mô tả tình hình dịch cúm tàu ở khu vực biên giới Việt Nam là nghiêm trọng và phức tạp. Nhắc lại vụ xả súng ở cửa khẩu Bắc Phong Sinh năm 2014. Đã lâu trước đây, tại cơ khẩu Bắc Phong Sinh, tỉnh Quảng Ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2014, xảy ra vụ nổ súng làm 5 người Trung Cộng và hai đội đội biên phòng Việt Nam thiệt mạng. Báo Việt Nam kể đó nói một nhóm người tàu cộng vượt biên trái phép cướp súng AK tấn công. Họ được bộ đội biên phòng Bắc Phong Sinh đã kêu gọi đầu hàng, nhưng sau đó buộc phải nổ súng. Những người nhập cảnh trái phép này bị bộ đội biên phòng Quảng Đức phát hiện và cùng công an huyện Hải Hạp bắt giữ, đưa về cửa khẩu Bắc Phong Sinh. Sau đó, theo phía Việt Nam, những người này bất ngờ tấn công cướp khẩu súng AK có 5 viên đạn và cố thủ tại tầng 3 nhà liên ngành cửa khẩu Bắc Phong Sinh, Vụ việc làm hai sĩ quan biên phòng Việt Nam thiệt mạng, còn trong số 16 người Trung Cộng nhập cảnh trái phép có 5 người chết, 5 người bị thương. Quan hệ Việt Trung cho đến nay được trung thông và đảng Cộng sản ở hai nước coi như là vừa là đồng chí, vừa là anh em. Thế nhưng thực tế, cuộc sống kinh tế lại khác với sức mạnh thương mại của Trung Cộng, được cho là giúp Việt Nam phát triển, nhưng cũng bị cho lỡ lớn áp Việt Nam và cách láng giềng Đông Nam Á. Một phần dư luận mạng xã hội Việt Nam vì không bày tỏ được trên các kênh chính thống luôn tỏ ra nghi ngờ hệ thống chính trị Trung Cộng, thậm chí bài Trung, theo các nhà quan sát nước ngoài.